Chào mừng 79 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày 29 tháng 8 tại tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên. Đây là dự án trọng điểm quốc gia được thi công thần tốc trong 6 tháng và lập nhiều kỷ lục. Qua đó một lần nữa khẳng định quyết tâm biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát công trường, công việc của các chủ thể có liên quan, vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, thần tốc thi công và hoàn thành dự án 500 kV mạch 3 chỉ trong 6 tháng, theo đúng mục tiêu cấp bách mà chính phủ đề ra. Dự án dài 519 km, mạch kép đi qua 9 tỉnh, có tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng, với 1.177 cột điện, trong đó cột cao nhất là 145 mét, nặng 426 tấn. Dự án sử dụng tới 210.000 tấn thép, thi công chủ yếu trong điều kiện thời tiết gió rét, nắng nóng, mưa bão, địa hình khó khăn hiểm trở ở các địa phương được ví là túi mưa, trào lửa. Trong khi với công trình có khối lượng thi công lớn như vậy thì trước đây phải mất ít nhất từ 3 đến 4 năm. Thủ tướng gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tới nhân dân các địa phương đã đồng tình ủng hộ dự án, nhất là hơn 5.400 hộ dân đã nhường chỗ ở, nơi thờ tự, đất canh tác sản xuất cho công trình, đồng thời tích cực tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, phục vụ dự án. Thủ tướng nhấn mạnh, công trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh, về cả kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng. Cái thứ nhất là công trình có ý nghĩa chiến lược, là góp phần đảm bảo cái an ninh năng lượng của chúng ta. Công trình này hoàn thành thì đã đóng góp khoảng 30 tỷ kWh điện mỗi năm cho khu vực miền Bắc. Cái ý nghĩa thứ hai, công trình là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, sự thống nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân là gốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thứ ba là nó củng cố cái niềm tin của nhà đầu tư về vấn đề năng lượng, về vấn đề điện. Nhưng mà cái ý nghĩa hơn ấy, người ta tin tưởng vào mình, đã nói là làm, đã nói không thiếu điện là không thiếu điện, đã nói là hoàn thành cái mạch điện này trong năm nay là trong năm nay. Thứ tư là công trình thể hiện cái khát vọng, cái tự tin, cái bản lĩnh của người Việt Nam. Không có gì không thể, quan trọng là cũng có quyết tâm không, có dám đi dám làm không, có phương pháp để làm không, và có biết cách huy động nguồn lực để làm không. Cái ý nghĩa thứ năm là cái ý nghĩa kết nối vùng. Đây là một trong những cái động lực mới cho sự phát triển của đất nước chúng ta. Sáu là công trình đã đề cao cái trách nhiệm, cái lòng yêu nước của các chủ thể có liên quan, và nhất là của cá nhân, cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường. Thời gian tới, Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực phối hợp với các cơ quan địa phương làm tốt công tác hoàn nguyên vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống sinh kế của nhân dân, tổ chức vận hành đường dây 500 kV mạch 3 cùng cả hệ thống điện quốc gia an toàn, hiệu quả. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayuttchan Chinawat nhân dịp bà nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của Thái Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới nhà vua, hoàng hậu và hoàng gia Thái Lan. Chúc mừng bà Prayuttchan Chinawat được nhà vua phê chuẩn làm Thủ tướng Thái Lan. Tin tưởng chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân Thái Lan về tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại miền Bắc Thái Lan vừa qua. Thủ tướng Thái Lan chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 79. Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư và gọi điện chúc mừng nhân dịp bà đảm nhận cương vị mới. Nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất trí cần sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Thái Lan giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN, khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, ủng hộ sáng kiến 6 quốc gia, một điểm đến của Thái Lan nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch giữa các nước ASEAN. Thủ tướng mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy kết nối giao thông vận tải trong khu vực, tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân. Thủ tướng Thái Lan cho rằng nền kinh tế hai nước có mối liên kết chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau, nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về sự cần thiết phải phối hợp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tăng cường gắn kết giữa hai nền kinh tế thông qua triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN,
ủng hộ Lào hoàn thành tốt vai trò chủ tịch ASEAN 2024, phát triển bền vững tiểu vùng Mekong, phối hợp giữ vững lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Thái Lan sớm thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp nội các chung lần thứ tư. Thủ tướng Phaethongtan Chinavat vui vẻ nhận lời, mong được gặp và trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân dịp dự các hội nghị đa phương.